hợp đồng mà sau hai người đi tăng bộ xuống núi. Do luật sư chứng minh thiếu niên này có chứng bệnh tâm lý u bế, cuối cùng được xử là vô tội. Đen đường miếu vì giành giật khu vực cho nên xảy ra một vụ án khiến cho một người chết và ba người bị thương. Nhân vật đầu sỏ là Ngô Mạnh ở trong vụ án này vì không đầy đủ chứng cứ cho nên được phóng thích vô tội. Tuổi vị thành niên của Lương Thiệu Tường, xương nhận dạng thiếu nữ bị hại bị thưa trở ngược lại, cô có quá nhiều ảo tưởng về tình dục. Lương Thiệu Tường được xử vô tội, thả tại pháp đình. Thiếu nữ bị hại khóc nức nở tại hiện trường. Thằng đeo mặt nạ là ai? Ai vậy? Bà, thuốc nhức đầu nè. Nhức đầu thì về nhà nghỉ đi, còn uống cà phê nữa. Gặp con là hết nhức đầu rồi. Còn 6 tháng nữa thôi là không thể ngồi nữa. À, thì bây giờ ngồi chờ đá đi. Vậy bà thúng thẳng ngồi đi, con đi về. Nè nè, đi đâu vậy chứ? Đi ăn trưa với ba đi. Con không đói bụng. Quay, nói chuyện với ba có được không đây? Ngồi nói chuyện được mà.
Lại có việc làm nữa. Ây da, tôi lại bị nhức đầu rồi. Nhẹ tay một chút đi, đau đó. Chú Dĩ, cái tên này bị người ta đánh đó. Cái gì là tên này? Lương Thiệu Tường mà không biết sao? Chủ của công ty Nhuận Vàng. Ông Lương à, ngồi xuống đi. Huynh đệ nhẹ tay chút. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái tên này bị người ta đánh tơi bời luôn. Dạ tay. Dạ. Hôm nay con bác sĩ tới gặp sếp quà. Kêu ổng lên coi đi. Ok, yes sir. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái đít đau, từ từ ngồi nha. Ngồi con mẹ mày, đau đó. Quà, nè con à, nói chửi con mẹ ông già của con đó. Ông không ngồi thì đứng đi, làm gì dữ vậy? Bà. Gì? Tên này hiếp dâm người ta đó. Cái gì là tên này? Lương Thiệu Tường nó không biết sao? Cầm miệng đi mày. Các phái nữ làm ơn lánh mặt chút đi. Ông Lương, tôi muốn coi vết thương của ông. Sư tỷ, lánh mặt lát đi. Tôi không phải nữ cảnh, tôi là con gái của ông đang học y tá. Đúng lúc, qua giúp ta đi, cởi quần của ông ra. Xin lỗi, tôi phải cởi quần của anh. Nhẹ tay chút đi. 8 tây tháng 12, 12:30 trưa. Kiểm nghiệm người sống. Nam, Lương Thiếu Tường, bị mất tích 5 ngày trước. Ông Lương à, trong 5 ngày nam có bị người ta xâm phạm tình dục hay là dùng vật cứng thọt cho hormone của ông không? Không. Vậy nghĩa là không bị người ta bẻ hội đồng hả? Không có. Thương tích chủ yếu là dưới mông. Ây ạ. Năm chỗ. Năm vết thương này xảy ra có trước có sau, chia làm 5 ngày. Hung khí có thể là rô mây. Ông Lương, có phải bị người ta đánh bằng rô mây không? Phải. Ông Lương, người đánh ông có phải là cái người che mặt hay không vậy? Ông dùm đi, có phải đem bằng lại này không? Lãng, lãng, lãng. Mình tay trái của ông của số 4, nghĩa là ông đại diện cho số 4. Tay trái có nghĩa là người đạo Ấn Độ muốn nói hung thủ muốn cấm cố ông và tự nhận mình là phán quan. Họ muốn bắt ông vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ông là tội phạm thứ tư. Ông Lương à, hôm nay tới đây chấm dứt. Tôi nghĩ còn nhiều việc phải làm phiền ông. Lát nữa sẽ có người đưa ông đi bác sĩ, đem kiểm tra đi. Bác sĩ, thật ra ông có bị người ta bệnh hay không? Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ. Tôi là captain mới của anh. Kêu tôi là Khả Luân. Chào sếp. Ông không phải là bác sĩ, có quyền gì phá tôi? Đồ cà chớn. Cầm miệng đi mày. Tôi sẽ thưa cái bọn khốn nạn tụi bay, đồ khốn nạn. Sếp Hoàng. Anh tới rồi. Ai kêu bác sĩ vậy? Ông Lương á, bị người ta đánh tơi bời kìa. Ê, giả bác sĩ hả? Tôi thưa ông tuột quần bây giờ. Giả là bác sĩ, tôi tuột quần bây giờ. Tôi là Lương Thiệu Tường này, không biết sao. Thiệt tình. Luân Giới, hai người theo tôi ra đây. Làm phiền bác sĩ khám giùm nha. Được. Giang tay coi chừng hắn. Ok. Con à, mình đi. Ông không phải là bác sĩ, tôi thưa ông tuột quần bây giờ. Con à, nhớ tới lấy bàn trước nha. Xin quý, chút nữa đi ăn cơm nha. Tôi nghĩ hôm nay không được rảnh. Cảm ơn. Em cũng không ăn. Bye. Được, bye bye. Sức khỏe. Bye bye. Lần sau gặp. Bye. Sếp Hoàng. Ngồi. À, để tôi giới thiệu nha. Đây là chú Giới. Kêu tôi Nam Âu Giới được rồi. À, đây là cấp trên của chú đó, Khuê Khả Lùng. Vụ án gia so anh phải giúp ảnh mới được đó. Sếp Hoàng à, cái vụ án này tôi nghĩ kiếm người khác đi. Nè, tôi còn nửa năm nữa về hưu rồi, tuổi tác lại già, làm sao giúp được sếp Khuê chứ. Tuổi tác cao đâu có thành vấn đề. Chú Giới, tôi biết thời gian của chú không còn bao lâu, tôi sẽ phá án thiệt sớm. Ta Mừng Mong Khóc, cái tên này tôi đã từng nghe qua. Mong Cốc Ta Mừng, cái tên này lâu quá chưa nghe qua rồi. Sếp không nhắc á, tôi quên mất tiêu rồi. Vậy luật, vậy hai người phải hợp tác cho chặt chẽ mới được đó nghe. Ăn sáng đi. Hey you. You are learning every day.
Namaste. Namaste, namaste. Tero, kal raat ko chicken curry khaya, bahut maza aaya. Bahut maza aaya. Shada dikha hona chahiye. Lati anh chuyển sang thị trường à? Anh bạn anh thì lại xấu quá đi. Anh cũng đâu phải người tốt. Bye bye. Bye bye. Ai mà sớm như vậy hả? Hì. Có lộn không đây? Ấy, chào sếp. Chào. Ai dẫn giới? Ờ, là sếp Khuê đó. Chào. Sếp Khuê, kiếm tôi sớm vậy có chuyện gì? Đi làm. Hả, có thiệt không? Đi làm sớm vậy à? Phải, đi đi. Quê đợi chút, còn của tôi đang mặc đồ ngủ đó. Đừng có vô, đợi chút nha. Nhanh lên. Theo cái thằng cha sếp này chắc chắn không có ngày được yên rồi. Sáng sớm đã quậy tôi. Nè con à, bà lên trển thay đồ nha. Hả? Chuyện gì? Chào. Ờ, chào. Tối mấy giờ anh mới ngủ? Tối hôm qua tôi không ngủ. Anh thích ăn kem không? Tôi thấy chocolate không có ngon gì mấy. Còn strawberry thì còn trong tủ lạnh. Tôi lấy cho anh ăn nha. Chịu không? Tôi không quen sáng. Sao hả, ba của cô xong chưa vậy? Tới liền, tới liền. Tiểu Như, đừng nói làm gì. Hả? Quay, đừng có nói chuyện nhiều với người ta quá, có biết không đây? Hả? Bây giờ có nhiều người xấu lắm, con nhìn không ra đâu. Biết chưa? Ở nhà đi, ngoan. Con đưa ba. Được, hôn ba miếng. Bye. Bye bye. Sếp Khuê, thấy đứa con gái của tôi không? Còn nít quá hả? Đâu phải. Quà gấp gáp vậy đi đâu chứ? Phải nhanh mới được. Nhanh lên đi. Nhanh hả? Đương nhiên. Thời gian của anh đã còn bao lâu? Anh đã sắp về hưu rồi. Sếp không sao chứ hả? Cái thằng nhóc con này, sáng sớm đánh thức tao dậy rồi, còn nói thì nằm đây ngủ. Coi tao là thằng khờ hả? Chuyện gì? Không gì, sếp à, có con chó chết nằm ngủ thôi à. Sếp Khuê, tao lấy khẩu cung hả? Ờ, đồng sự. Kêu thằng giới được rồi. Đồ sếp cần đã chuẩn bị xong. Cảm ơn. Cái tên ở phòng số 2 còn nằm mắc mộng nữa không? Còn đêm nào cũng la lối ôm dồm. Hắn kêu dạ xoa tha cho hắn. Đã bớt chưa? Bớt, bớt nhiều rồi. Bớt đúng lúc. Anh lặp lại cái vụ dạ xoa bắt anh đi hình hình cho tôi nghe đi. Dạ xoa? Tôi nghĩ tới là thấy sợ đó. Nếu không thì sao? Anh đã có lần nào nói giống nhau, lần nào mới là đúng đây. Ê, theo quy luật thôi mà. Nói vô đi, nói tường tận cho tôi. Ra ngoài. Sếp à, có phải tụi mình đi ăn sáng không đây? Đi ăn sáng? Phải. Tôi phải lấy khẩu cung của nạn nhân mà. Chia nhau làm việc đi. Anh ta hỏi thằng nhóc, tại sao hai người tán bộ xuống núi? Hỏi cho rõ nha. Được. Chào sếp. Mày có biết nó bắt mày đem tới đâu không đây? Không biết. Tôi bị hắn ta bịt mắt lại, tôi đâu còn nhìn thấy gì. Vậy dạ xoa nói gì với mày? Đâu có gì, tôi chỉ nghe âm nhạc thôi. Hả? Nghe âm nhạc? Nghe âm nhạc gì đây? Nghe mấy thứ của Lưu Đức Hoa và Đàm Vĩnh Luân đó hả? Không phải. Tóm lại là Hồng Kông không có thịnh hành. Ba cái thứ Ấn Độ, Tây Tạng, lải nhải cái gì đó. Nghe không hiểu gì hết à. Lải nhải biểu tôi viết sao đây chứ? Tôi cũng đâu có biết. Ê à, mày nói nhiều quá mày. Nó còn nói chuyện khác không đây? Dạ không. Không có hả? Chào. Hey, sư huynh, xin hỏi Càng Thiết ở đâu vậy? Càng Thiết hả? À, Càng Thiết thì con đường thẳng này nè. Anh cứ đi thẳng, rồi quẹo trái. Kế đó sẽ có con đường hẻm. Anh tới đường hẻm sẽ có một người. Người đó sẽ nói cho anh biết Càng Thiết ở chỗ nào. Vậy à, chỗ này lớn lắm hả? Không có lớn gì mấy, nhưng mà tôi không rành. Không rành thì có nói nhiều, cảm ơn nha. Chú Giới. Quay. Lấy cái cung rồi hả? Xong rồi, vài câu thôi, nhanh mà. Sao đúng lúc vậy? Tôi cũng vừa mới làm xong. Vô ăn đồ đi. Không được. Tại sao? Tôi muốn trở lại coi hắn đã thu băng xong chưa. Đói bụng quá đi. Đi mau.
Sao hả? Nói xong chưa? Còn chút ít thôi đó. Sau khi Dạ Xoa lấy dây luộc buộc tôi tưởng là hắn liệt tôi xuống biển, làm tôi sợ đến té đáy luôn. Thì ra hắn liệt tôi trước thì cảnh sát pháo trói, tôi mới biết được là tôi bình yên. Có phải là ông không đi, lần nào cũng khóc? Quay, sao dân giang hồ mà không có chút dũng cảm nào hết vậy? Anh là đại ca, để cho này em nhìn thấy không xấu hổ hay sao? Nè, lau nước mắt đi. Nè, nếu anh bị người ta hành hạ như vậy, để coi anh có khóc hay không? 4 lần hành hạ, và lần nào cũng liền tiếp trị cảnh sát. Tôi nghi ngờ trong tiệc cảnh sát có người làm tay sai cho hung thủ. Sếp Khuê, cảnh sát tụi mình đã không làm chuyện này chứ hả? Ngu Mảnh, anh nhận ra người này không? Nhận ra. Hả? Có thiệt không đây? Quê, ta gặp mày hồi nào chứ? Ông lấy khẩu cung tôi mà. Hả? Lấy khẩu cung gì? Đừng có nói bậy bạ nghe mày. Ồ, mấy cái vụ này cả mấy tháng trước rồi, làm sao nhớ nổi chứ. Như vậy đủ biết anh có muốn điều tra vụ án này hay không. Mình đi về. Mảnh à, tôi về nha. Quê, đi đâu vậy? Quà, wow, 1 giờ mấy rồi đó. Sếp Quê à, đổi tới đổ mồ hôi đây nè. Vậy làm xong vụ này rồi ăn. Sếp Quê, làm việc làm thế nào cũng được hết, nhưng không ăn đồ đâu có được chứ. Nè, sếp lấy xe đi, mua lương phần của sếp. Hả? Làm ơn. Mua tô gô đó. Nhanh tay chút đi. Tôi làm cảnh sát bấy nhiêu năm rồi, chưa có bữa nào á phải ăn cực khổ như vậy nè. Quê, có phải về thì cảnh sát không đây? Còn sớm mà. Nè, hay là mình đi kiếm con nhóc của vụ án ở đường Thái Tử đi, hỏi con nó có nhận được Dạ Xoa hay không. Quà, có thiệt không đây sếp? Việc làm của cả tuần, sếp muốn làm xong trong một ngày hả? Nếu phá án sớm thì không có nhiều thất bại, không bị thất bại thì chú về hưu sẽ được vinh quang hơn. Không thích thì về tiệc cảnh sát đi. Đừng có giận tôi mà. Nè, trước khi tôi về hưu á, tôi không muốn hồ sơ của tôi bị dời giá gì hết. Sếp nói sao thì sao đây? Hey. 4 người nạn nhân đó, lúc mà bị Dạ Xoa nhốt, ai cũng nghe được kinh Phật. Theo như em đoán, ủa cái Dạ Xoa có phải là mấy cái miếu không? Hay là mấy cái chùa? Sếp đừng có hỏi tôi nha. Wow, buồn ngủ quá đi, cái gì cũng nghĩ không ra hết. Nếu gì sếp còn hỏi nữa, coi chừng tôi bị đụng xe đó. Ôi dạ, quá. Ba tôi đâu? Đây là lời nhắn của ba cô trước đây 5 phút. Ông đang ngoài xe. Cứ đây ông ngủ đi, vô đây. Sao trong nhà cô không treo hình gì hết vậy? Trước đây cũng có, nhưng ba tôi đã tháo xuống hết rồi. Có lẽ ba của cô không muốn nhớ chuyện trước kia nữa. Sao anh biết? Lúc ở bên Mỹ, tôi thuộc ban điều tra hành vi của mật thám liên bang, cho nên có thể từ một việc nhỏ của một người, tôi hiểu được tâm lý và hành vi của họ. Căn nhà này cho tôi biết, ba của cô là một người rất nhớ tình cũ, bao gồm luôn chiếc xe của ổng. Và bức tường này cho tôi biết, tuy là ổng đã tháo mấy tấm hình xuống rồi, nhưng mà ba của cô vẫn giữ nó, cho nên vị trí treo hình vẫn còn nguyên trên tường. Vậy anh có biết trước kia treo hình gì không? Muốn khiêu chiến với tôi? Có cái hình của cô. Phải. Tiếp đi. Hình của ba cô và má cô. Đúng. Còn nữa, nói đi. Và hình của Tam Ương Mông Cóc. Đúng rồi, anh giỏi thiệt. Sao anh biết vậy? Chuyên nghiệp mà. Phải rồi, cô còn giữ hình của cô nhỏ không? Có. Tấm này đẹp hơn nhiều ha. Mặt bên trái tôi có đẹp không? Cũng đẹp. Có thiệt không đây? Họ là Tam Ương Mông Cóc hả? Ừ. Anh Giới, anh Thái, anh Lữ Niên. Tiểu Như. Tiểu Như à.
đi đâu rồi hả? Quá ơi, cô không mặc áo cũng trắng trẻo quá hả? Hả? Đúng vậy, có nhiều người nói tôi như vậy đó. Không mặc áo. Tiểu Dư, mở cửa đi con. Quay. Chuyện gì? Tại sao lại không mặc áo chứ? Anh Giới nói gì đây? Con không dễ thương thiệt. Không ngờ cái đứa con dễ thương vậy. Tôi dễ thương vậy sao? Tôi đi về. Để tôi đưa sếp. Tôi tiện sếp nha. Con cũng đưa. Bye bye. Xin chào sếp Khuê. Chào. Bye bye. Bye bye. Tôi được, bye bye. Xin chào. Chào. Lúc quan tòa xử tôi vô tội à, tôi và đám anh em đến mông cốt để ăn lẩu đó. Có một thằng nhóc chạy tới còn bị tôi chọc nữa đó. Lúc đó tôi chọc kẹo nó rất là vui. Nhưng mà đột nhiên có một anh ổn đi chống cò nè, ổn đi mày cái chân ổn mày nhậu ở đây nha, ổn đi là chỗ nặng nặng ổn chứ nặng nặng đâu đó mà mày vô băng nặng em cốt nha hông. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ông là gì hả? Cần tiền. Cần tiền tôi cho ông. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với, ông nghe cơ mà. Ba phía này, thả tôi ra đi. Đừng. Ba thả tôi ra. Cứu tôi với. Tôi không muốn nghe ba cái thứ này nữa. Thả tôi ra. Mày có biết mày phạm tội gì hay không? Tôi không có phạm tội. Tôi là người tốt. Ông thả tôi ra đi. Cứu tôi. Có phải ông đã từng giết chết người giữa đường hay không hả? Quan tòa xử tôi vô tội rồi mà. Tôi là người tốt. Thả tôi ra. Tòa xử mày vô tội, nhưng mà không thực sự chứng tỏ mày vô tội đâu. Bây giờ ta phán mày 5 đòn roi mày. Ngày mai tiếp tục nữa. Tôi nghi ngờ trong tay cảnh sát của mình có người đồng lõi với hung thủ. Sếp Khuê, cảnh sát mình không làm mấy chuyện này chứ hả? Ngộ Mảnh, mày có nhận ra người này không? Nhận ra. Hả? Quê, tao gặp mày hồi nào chứ? Thành viên đã chứng thực chiếc xe đội của họ trên đường đi cũng bị lính nhân dân tự vệ của chính phủ Ấn Độ bao vây. Ngoài sự kiện lần này ra, cuộc bầu cử của Đông Timor đã kết thúc. Nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần bị tập kích. Ông cựu phó tổng thống nước Úc đã đến giám sát cuộc bầu cử và nói là nếu sự kiện này tiếp tục như vậy thì hậu quả thật khó lường. Và bây giờ trở về tin tức của Hồng Kông, vụ án tiệm vàng Đức Thành bị cướp của 2 năm trước, tên nghi phạm của vụ án này Khang Tá Quang hôm nay bị xử được thả vô tội. Và bây giờ xin giao cho ký giả của bổn đài Lý Thiếu Phân. Hôm nay lúc Khang Tá Quang rời khỏi pháp đình, có mười mấy người cao ráo to con bảo vệ ông rời khỏi. Vụ án này năm xưa khiến cho hai cha con người đi đường một chết một bị tàn phế. Anh em, cơ hội tới rồi. Tên gì đây? Sao hả chú Giới? Hả? Qua cái thằng khốn nạn này cầm súng đang cướp như vậy mà cũng vô tội sao? Ông trời thì không có mắt mà. Đúng rồi. Ha. Quê, sao giờ tao vậy chứ? Tại vì cách nhìn của chú và cách nhìn của vợ xoa hình như có chỗ giống. Chú, sếp Quê, sếp nói vậy là gì đây? Hả?
Hòa, sếp nói vậy là không đúng đó nha. Không, tôi nghĩ chắc là Giả Xoa không tha cho Khang Thú Quang đâu. Cho nên chúng ta phải lợi dụng hắn để dùng thủ ra mặt. Đại ca, cái đám cảnh sát bám mình chắc quá đi. Theo mình đã từ sáng tới tối đó. Cứ cho họ theo đi, mình đừng có làm cái gì hết, cho đám khốn nạn nó theo cho đã. Dài tay, dài tay à, canh cho kỹ nha. Yên tâm đi, tôi canh kỹ lắm. Chú Giới à, còn phải đeo theo cái tên này bao lâu nữa vậy hả? Quê, chờ tôi Giới, nói chuyện cho vui đi. Ê, xin lỗi nha. Ngồi trong xe thì thoải mái quá đi. Anh Luân à, không phải bác Luân đâu, Luân gia. Tụi mình ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu như Dạ Xoa xuất hiện thì xuất hiện từ sớm rồi. Cứ đây há họng chờ xung rụng, chưa chắc là thành công. Nhưng mà còn hơn là không làm gì. Làm, tôi biết, cả một đám huynh đệ quỳ vất vả như vậy, bảo vệ cái tình khốn nạn này sao chứ, xem nó đáng không đây. Đáng hay không phải do mình quyết định. Tóm lại phạm pháp thì phải bắt nó. Vậy cái tên khốn nạn Thang Tán Quang sao còn bắt nó? Chú Giới à, chú làm cảnh sát mấy chục năm rồi, không lẽ không hiểu hay sao? Tôi biết, quan tòa đã xử hắn vô tội mà. Sếp nói cái gì cũng đúng hết, không nói nữa. Tôi đi đây. Luôn tiện mua giùm ly cà phê, đừng có bỏ đường nha. Đau quá. Chú Giới, Dạ Xoa đã tới. Đồ điên. Chú Giới à? Dạ, Dạ Xoa. Dạ cái gì chứ, đừng khẩn trương quá mà, uống xong đi nước cái đã. Thằng Tán Quang đâu phải là người tốt, nó muốn chết thì để cho nó chết đi. Uống nước đi, đúng. Làm việc vất vả mà. Là gì hả? Cứu mạng, cứu mạng. Cảnh sát. Anh cảnh sát à, anh tới đúng lúc quá đi, mau thả tôi ra, nếu không thì anh bắn chết tôi đó. Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn cứu tôi mà. Qua sân thượng đối diện kiếm coi. Sếp không sao chứ? Không sao. Sao ông hỏi tôi lúc nãy đi đâu? Hồi nãy chú đi đâu?
Sếp thì không sao chứ? Tôi định nói là không sao mà. Hoài nghi tôi hả? Chị nói đi. Sếp Khuê, trong lòng sếp nghĩ tôi là đồng lõa của nó. Chú nói chứ phải tôi nói nha. Lanh lợi chút đi. Nhóc con, nè, tao đi cảnh sát hầm mấy năm, sếp gạt tôi không được đâu. Sếp vừa chuyển qua là kêu tôi giúp sếp. Muốn điều tra cái tẩy của tôi hả? Phải. Ông đóng kịch lâu nay mà. Tôi đóng kịch hồi nào chứ? Tôi thì không biết. Dạ xoa, ta mượn mong cóc đường hiếu thái, ông không biết sao? Thằng Thái không phải là dạ xoa. Hắn đang ở đâu? Tôi không biết. Nó là con nữ của ông mà ông không biết nó ở đâu? Tôi muốn gặp nó lâu rồi. Thằng Thái không phải là dạ xoa. Vậy thì cảnh sát đi, tôi đưa cái này cho ông coi. Lục soát tiếp. Yes sir. Yes sir. Không thể nào. Đường Hữu Thái 30 tuổi, năm 18 tuổi đã gia nhập cảnh sát, làm cảnh sát được 10 năm. Từng được tưởng thưởng là anh hùng. Trong đội cảnh sát có cái tên là thần súng thủ. 3 năm trước vì tội ngộ sát bị cách chức và bị xử tù 2 năm. Sau khi ra tù thì mất tích. Địa chỉ không biết. Vậy đâu có thể chứng minh đó là dạ xoa chứ? Nó có phải là dạ xoa hay không bắt nó vậy thì biết chứ gì. Nhưng mà trong khẩu cung của 4 người bị hại, tôi biết rõ là nó rành về pháp luật. Nó đã tự coi mình là kẻ chấp pháp. Về lúc hành động nó đã lộ ra. Nó là một người có sự huấn luyện nghiêm ngặt, tay nghề rất là thông thạo. Vậy tại sao hoài nghi tôi? Là bởi vì chú nên tôi nghĩ tới nó. Nửa năm trước chú thuộc về tiệc cảnh sát nào? Tiệc cảnh sát Mòn Cót. Đúng. Ba người bị hại này họ đều bị liện trước tiệc cảnh sát Mòn Cót. Còn vụ án cuối cùng là bởi vì chú đổi tới tiệc cảnh sát này, cho nên kẻ bị hại thứ tư bị quăng trước tiệc cảnh sát này. Vậy là sếp hoài nghi tôi hả? Thật ra cái này chỉ là thu hẹp phạm vi điều tra. Đường Hiểu Thái có phải là giả so hay không, chú có phải là đồng đảng hay không, điều tra rồi thì biết. Được, sếp cứ việc điều tra đi. Chú Giới, trong bản khẩu cung của Đường Hiểu Thái bị cách chức vì ngồi tù là bởi vì ngộ sát. Tôi muốn biết lúc mà hắn chấp hành nhiệm vụ, tại sao lại giết tên cướp đã bỏ súng đầu hàng chứ? Lúc đó chú cũng có mặt tại hiện trường, nhưng mà trong khẩu cung của chú lại không nhắc tới tên cướp đã đầu hàng. Tại sao Đường Hiểu Thái phải giết tên cướp này vậy? Đừng nói với tôi là chú không biết nha. Nó là con nuôi của ông đó. Theo tình hình không phải chính nghĩa gì đâu. Tại sao khẩu cung của ông lại chỉ chính hắn? Các người đã xung đột gì lỡ rồi hả? Được, cái vụ án này là cái giả bành trướng ra thôi. Thật sự là thằng Thái bị hại với ngôn luận. Tôi nói không phải. Một mình Đường Hiểu Thái gánh hết, cho nên ông thoát tội, phải không? Không phải, tôi không biết gì hết. Không biết gì hết, không phải bị già đến lãng chứ? Tôi nói cho ông biết, con người của ông lười biếng rụt rè, nhát gan lại sợ chết. Khi vụ án xảy ra, anh em của ông bán mạng bên ngoài, còn ông thì núp dưới thùng xe, sợ chết. Tôi không phải. Phải. Tôi không phải thứ dân này. Ông là thứ dân này. Tôi cho sẽ biết. Tôi không phải thứ dân này. Ông tuyệt đối là thứ dân này. Muốn chọc giận cho tôi nói ra hả? Được, tôi nói cho sếp biết. 3 năm trước là ngày vui đãi tiệc nhận con nuôi của Tam Ưng Mông Cốc chúng tôi. Xin mời. Đáng lẽ rất vui vẻ. Chị hai, chị chỉ lo cho anh Thái thôi. Chị quên thằng em này rồi chứ gì? Có phải không vậy? Em cũng biết nói em là em của chị, sao lại giống được chứ? Quay, nhìn tướng của hai đứa kìa, mau kết hôn đi. Quay, để tụi tao còn có canh uống chứ. Anh còn nói nữa tôi gì? Quay quay, làm đám cưới nha, chịu không? Chỉ cười thôi sao? Nè, cho hung cái đã. Quay. Quay, có con nít ở đây, đừng có dạy hư nữa nha. Hơ. Không ngờ cái điện thoại đó thay đổi dần manh ba cho con chúng tôi. Anh đi làm việc nha. Anh đi cẩn thận. Chị hai, anh Thái đi làm việc đó không sao đâu. Chỗ này là ổ xì ke, trên đó toàn là dân ghiền, có đánh người ta cũng nâng tay chút nha, biết chưa hả?
Yên tâm đi ba nuôi, con sẽ coi chỉ thị của anh Thái. Anh làm sao thì con làm vậy thôi. Dù sao cũng là anh rể tương lai của con. Anh Thái, nương tài chút đi hả? Ba có biết tại sao con thích nhéo càm của ba hay không? Tại sao? Tại ba nhiều vậy sao? Đi đi, đi đi. Trường thần kia, đứng dậy. Bán xì ke hả? Lượm lên cho tôi. Đừng nha, đừng nha. Lượm lên. Nút vô. Đừng nha, đừng nha. Đừng, tại sao bán xì ke? Súng đầu hàng, anh Thái không nên giết nó. Chú có đi thăm ảnh không? Sổ thân nhân thăm tù, không có tên của tôi làm sao đi thăm được? Tại sao? Nếu còn giận tôi,
Tập sự à, cho nói chuyện lát nha. Được. Hai cha con tụi mình, nếu như con bị cách chức thì bảo không làm nữa. Xin lỗi. Nói chơi hả? Ảnh không làm thì chú không làm, cảnh sát sẽ bị tổn thất đó. Bộ tưởng tôi không muốn làm thiệt sao? Nếu như tính ra lúc đó tôi còn 3 năm rưỡi nữa thì về hưu rồi. Quay tiền hồi hưu cả triệu mấy lần, đồng lý nào không lấy chứ. Thiệt là không có nghĩa khí. Luôn cả sếp cũng nói như vậy, hèn chi thằng Thái nó giận tôi. Vậy là chú sai rồi. Tôi thấy anh Thái không có giận chú. Không giận tại sao không tới kiếm tôi? Kiếm chú chỉ để nhớ chuyện không ai trước kia thôi. Ơ nè, dì còn ở đâu? Em ruột nó bị chết rồi, còn bạn trai nó phải ngồi tù. Tôi tự kiếm nó thì nó đã bỏ đi. Chú Dư, bắt đầu từ bây giờ chú Dư thì cảnh sát đi, đừng có làm gì nữa. Tại sao? Tôi đổi tới đây là vì tưởng chú là đồng lõa. Bây giờ đã biết rõ không phải, không làm phiền chú nữa. Nhưng mà tôi không phải, tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án này. Tôi muốn biết Dạ Xoa có phải thằng Thái không đây. Vậy chú hy vọng là phải hay không? Ây da, ây da, tôi lại bị nhức đầu rồi. Ây da, nhức đầu quá. Xin hỏi mấy người? Tôi có đặt bàn, tôi hỏi Khuê. Hỏi Khuê hả? Quay, sếp thích ăn đồ Tây sao chứ? Bên này, xin mời theo tôi. Có con gái hẹn tôi đi ăn cơm mà. Ồ, bạn gái sếp hả? Bạn gái? À, tôi chịu chắc chú cũng không chịu đâu. Không chịu, tại sao? Quay. Tiểu Như. Ừ, Minh Giới. Tại sao ông tới đây? Chúng tôi về tan sở, định là đi ăn cơm chung thôi. Tôi đi toilet chút nha. Sao nhìn bà dữ vậy? Là có vài câu thôi, mặt mày ủ dụ. Nhức đầu. Trong túi của con có thuốc của bà không đây? Có nè. Nha. Bà biết, lần đầu tiên con gặp nó thì đã thích nó rồi. Hả? Hả? Con còn nhỏ lắm đó. Nè, nó không thích hợp cho con đâu. Con biết không, bà nói với con nhiều lần rồi, con ra ngoài với người lạ không có được đâu. Nó không thích hợp với con chút nào hết. Tuổi tác của nó gần bằng ba rồi đó. Không phải. Không phải cái gì? Anh hơi già thôi, tuổi tác lớn hơn con một chút. Ây da. Bà ngu quá đi. Đúng vậy, bà ngu dữ lắm. Ảnh đang điều tra bà đó. Điều tra bà gì? Bà đâu có phạm pháp, sợ điều tra sao? Về điểm này thì không sao. Còn phát giác, hình như anh thích bà đó. Thiệt không đây? Hôm đó ảnh tới nhà mình coi hình, sau đó tấm hình của bà mất tiêu luôn. Hình của con đẹp biết mấy, vậy mà ảnh không chịu chọn, lại chọn tấm hình của bà. Vậy là sao chứ? Quê không phải chứ hả? Bà còn thích thứ này đâu à. Con không muốn có má như vậy. Bà cũng đâu muốn chứ. Hi dạ. Để con tìm cách. Tìm cách gì? Được. Hay là bà nói bà có chuyện gấp phải về trước, để con ở lại đây nói chuyện với ảnh. Sao rồi? À, sếp Khuê, anh Giới có chuyện phải về trước. Đúng vậy. Bà lên đi, người ta đang chờ đó. Bye bye. Kêu đồ ăn đi.
Cô chưa kêu hả? Chưa. Kêu đi. Sếp Huệ à? Gì? Mình kêu đồ ăn đi. Món gì? Sếp Huệ à? Sếp, sếp có phải thích tôi không đây? Ông nói cái gì? Không có gì. Nè, kêu đồ ăn đi. Hồi nãy nghe không? Ông hỏi tôi có phải thích ông không đó. Anh đã lộ mấy? Cái gì? Anh đã lộ mấy? Tới rồi biết. Ê anh bạn. Bạn gái hả? Ăn mì đi. Hai người nói gì vậy? Tiếng Hẹ đó. Có phải thiệt không? Tôi gạt cô thôi, là tiếng Ấn Độ. Ý, bộ anh tin đạo tà hả? Cái gì mà đạo tà chứ? Cậu có phải là đạo tà? Anh coi ông già này nè, đen thui thùi lùi, đầu thì đội khăn, sao khoái đảng vậy? Ông là ba của tôi. Ba anh? Nên nói ba nuôi thì đúng hơn. Ông già này ba nuôi của anh, có thiệt không đây? Ông nhận nuôi tôi trong viện nhi đồng, cho tôi đi học, còn dạy tôi rất nhiều việc nữa. Ông dạy anh nấu cà ri hả? Nấu cà ri thì ông dạy với nhà dạy. Còn ba của tôi dạy tôi làm người phải cẩn thận, và mỗi ngày phải nói một lần. Mày phải học hỏi mỗi ngày. You are learning every day. Bạn của anh dạy học hả? Ba của tôi cũng giống như ba cô là cảnh sát, cho nên ông nghĩ cái gì tôi cũng biết. Vậy anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Cô thì tôi không biết. Tôi muốn tối nay ngủ ở đây. Cô nói thiệt hả? Dù sao tôi cũng có một mình thôi, ở lại với anh cho vui mà. Ba có biết cô tới đây không? Đã quá, đã bên đây, bên đây, ở đâu? Bên đây, 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 bên sếp Quê, sếp thiệt phiền quá đi. Tôi nói sếp rồi, nếu không uống rượu, không nhảy đầm, không đánh bây giờ cũng không xuống ba cô gái, là thiệt đó. Đâu có ai buồn bã giống như anh chứ. Nó buồn vậy mà. Nghĩ kỹ lại coi. Tôi thì nghĩ không ra đâu à. Nó là con nuôi của tôi mà, tôi không biết hay sao chứ. Phải không đây? Nè, trước khi anh dậy ra thường đi đâu chơi vậy? Ông biết không? Ồ, sếp nói y đà đó hả? Y đà và nó. Ê, tôi nghĩ ra rồi. Là ở đường Na Thai, quẹo trái là đường Tất Hàm. Đường Tất Hàm á, và đường Hà Nội, kế đó là đường Kim Mã Luân quẹo vô. Nè, Kim Mã Luân quẹo trái á, là vô đường Oslim. Đi thẳng như vậy. Vậy tức là chỗ nào? À, tức là tôi biết đi nhưng mà không biết nói. Là chỗ nào mới được chứ? Tôi á, tôi biết tới đó nhưng mà lại không biết nói. Cái tên dài dữ lắm. Thì ra là trung tâm phường vụ thương kiện. Thì ra là Gia Lạc Phu Sĩ Gia. Đã nói cái tên dài lắm đó mà. Làm sao nhớ, làm sao nói đây chứ. Cái gì su su ma ma. Nè cô hai, xin hỏi đường Tiểu Thái có tới đây không hả? Đường Hiểu Thái. Đúng vậy. Anh Thái hả? Anh hỏi căn phòng cuối hành lang này, đi thẳng vô sẽ thấy ngay. Con nuôi của chú thường dẫn bạn gái tới đây chơi hả? Đúng vậy, y đà thường tới đây á làm công tác xã hội. Từ từ nha. Cẩn thận. Sếp Huệ, chút nữa gặp thằng Thái. Sếp xử lý thế nào hả?
Ba, có chiếc xe có phải dễ hơn không? Đúng ho, dễ hơn nhiều. Từ từ. Cảm ơn. Hai chị con chú đã lâu không gặp rồi. Qua nói chuyện với anh đi. Từ từ nha. Thái à, mua cái gì? Trà sữa sandwich. 20 đồng. Cảm ơn. Bà biết là bà sai. Vậy tại sao còn tới kiếm tôi? Lúc đó bà còn 3 năm rưỡi nữa là về hưu. Quay cả triệu mấy bạc đó. Không lẽ không đấy. Xin chào chốc. Bà đã nghĩ ra số tiền này dùng sao rồi? Hai cha con tụi mình mở quán nước, làm mỗi làm ăn nhỏ. Sếp Khuê, đó là thằng Thái con nuôi của tôi. Thái à, chào sếp Khuê đi. Anh là Dạ Xoa hả? Tin tức Hồng Kông. Gần đây Hồng Kông xảy ra nhiều vụ án bạo lực, đặc biệt là các vụ án cướp bóc, cho nên khiến cho các nhân sự ở trong xã hội chú ý. Họ lo cho trị an của Hồng Kông sẽ càng ngày càng không có được an ninh. Có vài nhân sự của quốc gia cho rằng đây chính là do sự giáo dục nhi đồng ở Hồng Kông có vấn đề. Và cũng có người dân cho rằng vấn đề này cũng là do nhân viên cảnh sát không có đủ, cho nên khiến cho trị an của Hồng Kông càng ngày càng không tốt. Còn có nhiều cướp đang chờ các người bắt. Sếp Khuê à, nó không phải Dạ Xoa chứ hả? Ê, tôi nói rồi mà, nó đâu có giống. Nó giống xa xíu thì đúng hơn. Thằng cảnh sát khốn nạn, tao phải giết chết mày. Cứu tôi. Anh là Dạ Xoa hả? Hello. Anh tưởng đâu anh làm vậy là giữ đường mạng của Khang Tấn Quang hả? Tôi chỉ chơi trò mèo bắt chuột với anh thôi. Tôi chỉ coi anh là Dạ Xoa. Thì ra từ con mình là chuột hả? Khuê Khả Lương, người bị Dạ Xoa chọn trúng rồi. Dù sao cũng không thoát được sự thẩm phán. Đáng lẽ tôi xử Khang Tấn Quang bảy rồi thôi, nhưng mà tại vì anh cản đầu cản đuôi, cho nên bây giờ tôi phán nặng hơn, phán tội tử hình. Chú Dư, anh mới điện thoại cho tôi.
Chào sếp. Sếp ơi, là căn này. Ông Khang, tạm thời phòng này. Có an toàn không? Yên tâm đi, ở đây có viện cảnh sát mà, không gì đâu. Căn nhà hai cuốn sách này coi hay quá. Nếu như mà coi hay, làm sao anh mang tới vài cuốn nữa chịu không? Dạ được, cảm ơn anh. Anh à, hai cái chữ này đọc sao vậy? Trừng phạt. Là trò cười lớn nhất trên đời. Bây giờ bảo vệ tên cướp giống như đại nhân vật vậy. Là thời đại gì đây? Ê, nè, là thầy chùa mà cũng ở khách sạn 5 sao nữa. Xin hỏi em phòng nào? Thầy chùa mở khách sạn 5 sao hả? Không sợ người ta đồn mà. Quầy, nhớ thần thái thiệt là Dạ Xoa. Mong là sếp đường đây. Nó mới vừa ra ngoài. Linh giúp người ta đi. Coi chừng chứ làm gì vậy? Làm gì? Ba có biết ba là cảnh sát không? Nếu để cho hắn biết được, đừng nói chỉ là tiền về hưu,
ba sẽ bị cách chức và còn bị tù nữa. Quay, quay. Không làm cảnh sát thôi cũng không cần tới nông nỗi này mà. Con coi ba là ba nuôi không đi. Xưa nay con vẫn coi ba là ba nuôi của con. Nếu con coi ba là ba nuôi thì lập tức dừng tay đi. Con có thể ngừng tay được sao? Con không chịu dừng tay. Nếu cảnh sát bắt được thì con ngồi tù đó. Con đã phạm pháp rồi, không lẽ muốn vô tù nữa hay sao chứ? Đừng nói nữa. Cho dù con có chết, con cũng nhất định không ngồi tù nữa đâu. Bà có biết trước khi con làm cảnh sát, những tên tội phạm mà con bắt tất cả đều ở trong tù rồi. Nếu mà con vô tù con sẽ chết thôi. Thả vợ. Đừng nói nữa. Hơn nữa những tên mà con giết tất cả đều đáng tội mà. Quan tòa xử họ vô tội không nhất thiết là họ vô tội. Chỉ cần họ có tiền mướn luật sư giỏi thì sẽ có thể cải cho họ được trắng án mà thôi. Có thể cầm súng bắn người bừa bãi ngoài đường. Còn mình làm cảnh sát chỉ cần bắn một viên thôi thì phải ghi bản báo cáo. Thử hỏi công bằng hay không? Công bằng không? Hả? Bà không biết nói chuyện. Bà không biết. Được rồi. Bà thì không biết. Đừng nói nữa. Con hứa với bà, con sẽ rời khỏi Hồng Kông cho tới khi bà về hưu, con mới trở về. Con đã bỏ đi rồi, tại sao con phải trở về? Con không muốn cho bà khó xử. Bà có biết tại sao sau khi con mãn tù con vẫn không kiếm bà hay không? Tại sao? Tại vì bà hay lải nhải quá đi. Con vẫn còn coi ba là ba nuôi, nhưng ba không coi con là con nuôi đâu. Xưa nay ba coi con như con ruột vậy. Con biết không? Ba không muốn mất thằng con này. Chú Dưới. Anh Dưới, anh đi đâu vậy? Ba à, ba trả lời con đi. Hồi tối ba đi đâu vậy? Ba đi đâu? Gọi ba không trả lời máy. Ba đi đâu vậy? Tiểu Dư à, mấy bữa trước mua thuốc nhức đầu cho ba để đâu hả? 12716. Ba, làm ơn giải thích tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hồi tối ba đi đâu vậy? Luân à, làm phiền sếp kêu con gái tôi ra ngoài giùm đi. Tôi biết tôi nói nó không nghe. Ba kêu thì được rồi, cần gì phải để người ta kêu con đi. Ra ngoài chút đi. Luân à, không phải, phải kêu sếp khỏe mới đúng. Tôi biết chuyện lần này tôi bị là cái chắc rồi. Tôi chỉ mong sếp đừng nói Tiểu Như biết chuyện tập kích cấp trên. Nếu có gọi xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi chỉ mong sếp giúp tôi, cho con nuôi của tôi cơ hội. Chú có lộn không đây hả? Chỉ biết lo cho đứa con nuôi, không lo cho mình. Không phải, tôi năn nỉ con gái. Tôi sợ con tôi giận tôi. Con nuôi của ông hôm qua đã giết hàng tẩu qua. Vụ án này phải điều tra gấp. Chú có biết yểm trợ tội phạm đào tẩu, hậu quả rất là nghiêm trọng. Tôi biết.
Sếp Quê, chúng tôi là ban điều tra nội bộ, cảnh viên 12716, ông Minh Giới. Hãy theo chúng tôi về để im trợ điều tra. Ông tháo bao súng và thẻ ra, ông phải biệt công. Cảm ơn. Sao các người cộng ba của tôi, tất cả đều là động sự mà cần gì phải không như vậy chứ? Tôi làm theo việc công thôi. Anh Lương à, giúp ba tôi đi. Con à, ba không sao, ngoan nha. Ba. Đi, đi đi. Chắc chắn là anh, có phải anh tố ba của tôi hay không? Cho là tàu chạy á. Sau đây là tin tức đặc biệt. Trong nửa năm gần đây, vụ án giả soa liên tục lạm dụng tư hình đã có phát triển mới. Cảnh sát hiện dịch Ôn Bình Giới sáng nay đã bị cảnh sát bắt. Thì bây giờ cảnh sát đang truy nã tên nghi phạm đang trốn trách là Đường Hiểu Thái. Alo. Anh không phải phá án, mà là anh đã xô một người cảnh sát xuống địa ngục. Tôi xô ông xuống địa ngục, tất cả dòng tay của anh gây ra đó. Được, anh biết luật pháp mà, anh phải biết rõ sẽ ngồi tù bao nhiêu năm. Tôi chỉ biết là nếu ông vào tù không bị tù phạm đánh chết thì cũng tự tử chết thôi. Chuyện này không liên quan tới tôi, là dòng chút quả. Tôi cho anh biết, nếu như ông bị xử ở tù, tôi nhất định lấy mạng của anh. Chuyện gì? Sao mặt mày chầm chầm vậy? Không được vui à? Làm gì thì hết cách thôi, nhất định phải làm cho xong mà. Tôi cũng đâu có thấy vui chứ. Nếu năm xưa anh Thái biết nghĩ gì chú thì đâu có chuyện gì. Đành Luân à, có gặp Tiểu Như không đây? Không có. Tôi có gọi điện thoại nhưng mà cô không nghe. Cái con nhỏ này thiệt phiền quá đi, bất phân công tư. Luân à, lỡ như tôi bị xử có tội, làm phiền cháu coi chừng nói giùm tôi nha. Tôi ở đây mấy ngày rồi không có quen, nhắm cặp mắt lại thì nghĩ tới Tiểu Như. Ây da, nhớ tới nó thì khổ sở quá đi. Không biết nó có nhớ tôi không đây. Chú nghĩ sao? Tôi là ba của nó, đương nhiên muốn nó nhớ tới tôi mà. Hả? Chắc là nhớ chứ. Nhưng nếu tôi là cổ, tôi nhất định sẽ ghét chú. Tại sao? Bởi vì chú là người cha không giữ pháp luật. Xin lỗi nha. Làm ơn. Sư nói là thường thấy thí chủ tới đây nghe kinh. Hôm nay trời lạnh quá, đại sư mời thí chủ vào trong, đừng ngồi ở đây chịu lạnh nữa. Tôi không có tư cách vô trong. Sau khi tôi trả hết tội nghiệp của tôi sẽ đến đây cảm ơn đại sư.
Ê, anh lại tới nè, muốn tắm gì đây? Đây chờ ba. Chú Giới, 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 chú Giới. Cảnh sát, tiếp tục mở xe. Thì nói cho, đừng nổ súng với con ạ. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Quay, đừng, đừng nha. Đừng nổ súng đó. Đừng có nổ súng. Đừng nổ súng. Quay, đừng nổ súng. Hãng chú Giới. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Thank you.
Chú đã sắp về hưu rồi, chú định dùng tiền hưu làm gì đây? Đáng lẽ số tiền về hưu này quan trọng lắm, bây giờ có lẽ không thành vấn đề nữa. Thiệt điên, chú nên có mà, sao lại không thành vấn đề chứ? Sếp Quỳ, kêu thằng Luân hay hơn. Đáng lẽ tôi phải nên ở tù mà. Tôi phải cảm ơn cháu đã sửa lại cái bản khẩu cung. Bộ không phải chuyện gì anh cũng làm ngay thẳng hết sao? Phải rồi, xém chút tôi quên mất, về tiệc cảnh sát. À đừng mà, em nói chơi thôi. I'm learning every day. Ba. Hả? Giấy thờ kìa. Ida, thì là cô hả? Pháp hiệu của tôi là Tịnh Duyên. Rất cảm ơn chú đem trò cốt của anh Thái để ở chỗ này. Tôi phải vào trong để thưởng hương. Yê phong trôi lại, vô đơ xin hạng, yêu chi phụ bộ đi. Huy sô chiến trần, vọng sơ lì lì, tớ mô truy sô chi. Lan rần á, hờ